với cá chấm nha mọi người nhé. Chấm. Con này tầm 5-6 lạng. Cá này toàn cá ngon, cá chất lượng mọi người ạ. Đâu? Lại dính. Đấy, toàn tay nữa. Đang đây. Ngon lắm. Con này mọi người ơi. Con này con thứ 3, thứ 4 rồi. Được. Con này. Thả mất đọt đấy. Đây, đây. Con thứ năm có một này. Đây, dính một con, đây dính một con. Toàn chỉ tổ cây ra lon tổ hôi nó. Toàn ba kính nhỉ. Kìa, nó vẫn về nhỉ. Rồi, không toàn một con nữa. Anh em mình vớt ra hẳn một ấy rồi. Tầm mấy cân rồi mọi người ạ? Mình về muộn quá không quay được anh em bắt cá cá to mọi người ạ. Mình xem anh em bắt cá bé bé. Con nào lọt thì kệ nhá, mình không bắt đâu anh em ạ. Con nào cá nuôi được thì anh em mình sẽ thả vào ao nuôi tiếp nhá mọi người nhá. Thì ở suối này mình không bắt thì người khác cũng bắt thôi mà. Ô con kia nhảy ác mọi người ạ. Tả nó lót à. Tí nó lại xuống. Con lót này lên đi. Đây. Con này khỏe thật mọi người ạ. Con tả vô nó há. Đấy. Đấy. Há con lót này. Ô hôm nay toàn cá ba kính nhá mọi người nhá, toàn cá ngon lắm, nướng nó thơm lắm. Nước quá nhiều luôn mọi người ạ. Đấy. Cái trên thùng kia là nó chảy xiết ác. Cái này để nướng mọi người ạ. Để nướng. Mà nó nướng chín mấy mẻ rồi mọi người. Đây anh em đã nướng chín rồi nhé. Còn cá kính nhá. Cá ngon nhá. Cá chất lượng đúng không? Bán đây. Úi dồi. Bán đây. Bán sắp luôn rồi ạ. Tẩu thì đang nướng cá nha mọi người nhá. Anh em nướng cá để ăn đêm luôn mọi người ạ. Thì anh em mình bắt về là nướng ăn mấy con mọi người. Còn cái nào để ngày mai thì anh em sẽ chia nhau nhé mọi người nhé. Còn cái này thì mẹ anh em mình nướng ăn không tính toán gì đâu. Xúm lại pha đi. Có xả này, chanh này. Có cả lá này để ghém cá nướng nhé mọi người nhé. Đây này.
Được rồi. Lá này lá chảy nhá mọi người nhá. Ừ, cái gọi là lá chảy. Lá chảy đấy. Đây là gọi là không, lá này gọi, kém gọi là lá cá... chết. Nó xuống xuống đi. Thôi chiến lên mát uống nước này cơ. Lá chảy này. Có cả xả vừa kinh mà. Lá lẩu ớt. Ớt này, chanh này. Lá để ghém cắn nữa. Rượu đâu, rượu đâu. Ăn lá lẩu ăn. Vừa thái vừa kinh. Ăn lá tăng nữa nè. Sao lại cuốn đi. Wow. Đây cá nướng đi toàn này. Cá. Cá chất lượng, cá pa khính, pa chát này. Cúc này. Mọi người biết con này không? Con này là con lẳng cấp nhất nhá. Con này là cá khính nhá, mọi người nhá. Gọi là pa khính nhá, pa khính tay không? Cá đặc sản. Ôi, cá đặc sản. Cái con lá rượu nữa. Đây là rượu rượu gạo luôn Hoàng nhá. Rượu gạo mình rượu gạo mình tự tay nấu nhá. Cái nướng đi. Anh em ăn đi. Quay đi nhỉ, quay vòng tròn đi. Mình ăn cá nướng cùng bọn anh em mình nhá. Mời cả nhà nhá. Tốc về tường, xe lên, chén lên, phải lên phòn. Tốc về tường. Đeo, đeo. Chặt nữa. Dịch nhưng mà dịch thì nó lại. Ngón trà vào với. Đen phỏng phá. Nhạo khẩu với món đẹp hết này. Cốt trà. Xoay. Chuẩn đen rồi. Chuẩn điện cơ sở. Lắm á. Nó lư. Chín ta chín mà chín nè. Hấp mà nó cười quá. Chắc là hấp đảo rồi. Ta chín nó em cũng cười. À sợ ấy. Đúng bảo có. Cái gì nó lâu quẩy ra. Nó lâu ở tiệm này nhá. Cái ảnh nhạc lọ. Cái này là lẩu cá chính nhá. Lẩu to nhất ở đây đấy. Cá chính đấy. Đây là con mẹ của nó. Ăn cá bia nha anh em nhá. Đây. Ô, con này á. Con này là ngon nhất nhá. Và mình ăn hai miếng to cho nó sướng mồm nhá anh em nhá. Để lấy non thoải mái giờ. Đây quay nè. Xin mời anh em nhá. Ngon lắm. Đây bây giờ. Lá kính với lá chạy hết cứ rồi. Ghém luôn. Xin mời các bạn nhá. Áo đi, áo đi, áo lẩu đi. Cứ mày ơi. Đấy, đạch nhá. Con điều đây và mình còn cào lại chuột và cào lại cho đoàn. Cứ từ nhà ra đây. Cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Những con to à, cá trôi, một con cá chấm, lại à cá pa khính, pa chát mọi người. Mọi người ơi, kia khó lắm, không có rào. Ôi, chồng cháy, chồng cháy. Bắt đầu chia cá. Ừ. Đấy, xong rồi. 50 hút đồ. Chia 8 ra. Chia cá nhá, chia cá ơi. Hai cái đây. Ngon đấy. Đủ 8 đúng chưa? 1 8 đúng. 2 3 4 5 nhá anh em nhá. Rồi. Còn cá niếng nữa. Ui. Cá nướng cứ để đấy. Ông đang nướng cá rồi mọi người ạ. Sáng sớm ông đã nướng à một kẹp cá ngon rồi. Kẹp cá lắm nha. Đập bạc khính. Ngon thật đấy. Nói nó anh đuông nó anh khoai áo ăn con cá to. Có xin nó là mà ai nhớ nhớ vẫn hay đó. À anh em chứ phải qua chơi cắt bao nhiêu đấy, cái này cắt bao nhiêu này, hai cắt hai thôi, hai á, một hai tám à bốn con nè, cắt hai hết đi rồi đó xong mẹ đi. Ủa chú đang nhìn mất à,
Ha, sâu. Chết chết. Ăn đi sâu mày. Ngồi không có ai chiến khám cái. Bạn bài nói hả? Ông nha anh em nha. Chia thành 8 lống. Nhưng mà anh em về trước à, để đưa con đi học rồi. Có 3-4 anh em ở đây à, chia cá thôi nhé mọi người nhé. Đây cá đây đấy mọi người nhá. Được mỗi người một sau. Cái này là anh em về trước thì bọn mình mang về cho anh em nhá mọi người nhá. Ngon luôn. Cá tươi luôn. Ngon thật đấy. Đấy. Mày ơi. Okay. Chấm muối nha. Luôn. Cá thì đã sau xong hết rồi nhá mọi người nhá. Đấy. Để mình còn chào sáng nhá anh em nhá. Anh em thì đang làm con cá nướng đây. Đến 9 giờ đấy. Rau thơm nha. Thật ca nha. Ăn đi ông. Bố mi bà khinh vôi. Cá khinh hết mà. Tất cả các bạn cá khinh hết. Chú hiểu. Ăn đi, đam đi. Chú đi. Anh em còn. Đấy, tất cả lắm nha. Cá nhãn nha. Đấy, ngon nha. Tất cả. Ăn đi. Ăn đi, chuẩn đi. Cá nhãn đi. Ngon rồi, cá khinh mà. Ôi giời ơi, ngon là một con cá bá khinh đi nhỉ. À, ngon thật, dâu này. Con này đi. Cái này là cá khinh hết, ăn đấy, con này. Mời mọi người nhá. Bữa bà đấy. Cái gì hỏi bên ý nó. Xin chào và tạm biệt mọi người nhé. Video mình đến đây thôi, kết thúc. Thì nếu mà mọi người xem hay thì nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé mọi người nhé.